Chương 2. Quy định cụ thể 1. Chứng từ kế toán Điều 17. Nội dung của chứng từ kế toán 1. Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin, phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 16 của Luật Kế Toán số 88 năm 2015 Quốc hội 13, ngày 20 tháng 11 năm 2015. 2. Ngoài những nội dung chủ yếu theo quy định nêu trên, trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, trường hợp cần thiết, chứng từ kế toán có thể được bổ sung thêm các nội dung yếu tố khác theo quy định của Tổng Giám đốc kho bạc nhà nước. Điều 18. Mẫu chứng từ kế toán Mẫu chứng từ kế toán này bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. 1. Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền, gồm xét, biên lai thu tiền, vẽ thu phí, lệ phí, trái phiếu, tính phiếu, công trái và các mẫu chứng từ bắt buộc khác. Biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài chính ủy quyền in và phát hành. Đơn vị kế toán phải thực hiện đúng mẫu và nội dung ghi chép trên chứng từ. 2. Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Tổng giám đốc kho bạc nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền quy định về biểu mẫu và nội dung ghi chép. Đơn vị kế toán được phép lập chứng từ kế toán trên máy tính nhưng phải đảm bảo đúng mẫu và đúng nội dung ghi chép trên chứng từ theo quy định. Điều 19. Chứng từ điện tử. 1. Kho bạc nhà nước được sử dụng chứng từ điện tử gồm có chứng từ điện tử của kho bạc nhà nước Chứng từ điện tử do ngân hàng và các cơ quan liên quan chuyển đến để thực hiện thanh toán, hạch toán kế toán theo quy định của chính phủ và Bộ Tài chính. Hai. Chứng từ điện tử được dùng làm chứng từ kế toán khi có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và đã được mã hóa, đảm bảo an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ. Chứng từ điện tử được lưu giữ trong các vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các thiết bị lưu trữ điện tử. Các loại thẻ thanh toán được bảo quản, quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản và phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng khi cần thiết. 3. Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ điện tử tài liệu kế toán chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin kế toán. 4. Chứng từ điện tử đã tham gia giao dịch trong thời hạn lưu trữ không được phép hủy. Các trường hợp điều chỉnh sai lầm trong thanh toán điện tử được hướng dẫn cụ thể tại các phần hành nghiệp vụ. 5. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định các trường hợp sử dụng chứng từ kế toán dưới hình thức chứng từ điện tử theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn cụ thể việc lập mã hóa, luân chuyển lưu trữ chứng từ điện tử và khai thác dữ liệu điện tử trong hệ thống kho bạc nhà nước. Điều 20. Chuyển đổi chứng từ điện tử, chứng từ giấy. 1. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. A. Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử. B. Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. C có thời gian chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. 2. Khi cần thiết, chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. A. phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy. B. có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. C. có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. 3. Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch thanh toán thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ thanh toán. Khi đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu trữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực giao dịch thanh toán. 4. Khi một chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế tài chính chuyển thành chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch thanh toán. 5. Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện theo quy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử và chứng từ bằng giấy. Đồng thời theo quy định về việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính kho bạc nhà nước. Điều 21. Chữ ký điện tử. 1. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký. 2. Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây. a Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng. B. Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký. C. Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử và nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. 3. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định chế độ trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng và bảo quản chữ ký điện tử theo đúng các quy định của chính phủ và Bộ tài chính Điều 22. Lập chứng từ kế toán. 1. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động thu chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. 2. Phương thức lập chứng từ kế toán giấy. Chứng từ kế toán giấy có thể được lập thủ công hoặc lập trên máy tính, in ra bản giấy. Đối với chứng từ kế toán được lập và in ra trên máy tính phải đảm bảo nội dung của chứng từ kế toán quy định tại điều 16 của luật kế toán năm 2015 và quy định cụ thể đối với mỗi loại chứng từ kế toán theo quy định hiện hành. 3. Yêu cầu đối với việc lập chứng từ kế toán. A. À, trên chứng từ kế toán phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung theo quy định. Chữ viết trên chứng từ phải cùng một nét chữ, ghi rõ ràng, thể hiện đầy đủ đúng nội dung phản ánh, không được tẩy xóa. Khi viết phải dùng cùng một màu mực. Loại mực không phai, không viết bằng mực đỏ B. Việc ghi số tiền bằng số và bằng chữ trên chứng từ Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số Tổng số tiền phải khớp đúng với tổng các số tiền chi tiết Chữ cái đầu tiên phải viết bằng chữ in hoa Những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa Phải viết sát đầu dòng Chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quản Ghi hết dòng mới xuống dòng khác không được viết tắt, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn. Chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai. C. Yếu tố ngày tháng năm của chứng từ phải viết bằng số. D chứng từ lập theo bộ có nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính máy chữ hoặc viết lòng bằng giấy thang trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất mọi nội dung trên tất cả các liên chứng từ d đối với chứng từ chi trường hợp đơn vị rút nhiều mục không lập được trên một trang giấy thì đơn vị có thể viết vào trang sau, tức mặt sau, hoặc lập nhiều bộ chứng từ. Lưu ý một chứng từ chỉ được lập tối đa trên hai trang giấy. Trường hợp chứng từ được viết trên hai trang giấy thì tại trang sau, đơn vị phải viết cách lề trên khoảng 1 phần tư trang giấy. E. Cán bộ kho bạc nhà nước không được nhận các chứng từ do đơn vị giao dịch lập không đúng quy định, không hợp pháp, hợp lệ. Đồng thời phải hướng dẫn đơn vị giao dịch lập lại bộ chứng từ khác đúng theo quy định. Cán bộ kho bạc nhà nước không được ghi các yếu tố thuộc trách nhiệm ghi của đơn vị giao dịch trên chứng từ. Đơn vị giao dịch không được ghi các yếu tố thuộc trách nhiệm ghi chép của kho bạc nhà nước trên chứng từ. Cán bộ kho bạc nhà nước và đơn vị giao dịch không được ghi các yếu tố không thuộc trách nhiệm ghi của mình trên chứng từ. Điều 23. Quy định về ký chứng từ kế toán. 1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai, không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa được ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. Chứng từ kế toán phải do thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải ký theo từng liên. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy. 2. Một người chỉ được phép ký một chức danh theo một quy trình phê duyệt trên một chứng từ hoặc một bộ chứng từ kế toán. 3. Đối với các đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước A, à, tất cả các chứng từ của đơn vị giao dịch lập và chuyển đến kho bạc nhà nước đều phải đúng mẫu quy định, có chữ ký, ghi họ tên của kế toán trưởng phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền, thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền và người có liên quan quy định trên chứng từ và dấu của đơn vị đó. Họ tên của người ký có thể ghi bằng cách viết tay, in sẵn hoặc dấu họ tên. Dấu chữ ký của đơn vị trên chứng từ phải đúng với mẫu dấu chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại kho bạc nhà nước. Trường hợp đặc biệt đối với các đơn vị chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch với kho bạc nhà nước. Chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn quy định cho kế toán trưởng. B. Đối với chữ ký của người khiếm thị trên các chứng từ tài liệu kế toán giao dịch với kho bạc nhà nước. Đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 174 năm 2016 Nghị định chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán. C. Trường hợp đơn vị không có con dấu thì thực hiện giao dịch theo quy định như đối với cá nhân. D chữ ký của kế toán trưởng của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 4. Đối với các đơn vị kho bạc nhà nước. A. À, các đơn vị kho bạc nhà nước phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của kiểm ngân, thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, các cán bộ kiểm soát chi và lãnh đạo phụ trách phòng, bộ phận, kiểm soát chi, kế toán trưởng và người được ủy quyền, giám đốc đơn vị kho bạc nhà nước và người được ủy quyền sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang đóng dấu giáp lai like do giám đốc hoặc người được ủy quyền quản lý để tiện kiểm tra khi cần thiết mỗi người phải ký hai chữ ký mẫu trong sổ đăng ký b chữ ký của cán bộ kho bạc nhà nước ký trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký tại đơn vị kho bạc nhà nước c kế toán trưởng phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền không được ký thừa ủy quyền giám đốc đơn vị kho bạc nhà nước. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. D. Người có trách nhiệm ký chứng từ kế toán chỉ được ký chứng từ khi đã ghi đầy đủ nội dung thuộc trách nhiệm của mình theo quy định. D. Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định phù hợp với luật pháp yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ an toàn tài sản. Điều 24 quản lý con dấu và đóng dấu trên tài liệu kế toán một giám đốc các đơn vị kho bạc nhà nước phải có quy định bằng văn bản và mở sổ theo dõi giao việc quản lý con dấu đóng dấu trên tài liệu kế toán cho nhân viên hành chính đối với dấu kho bạc nhà nước hoặc nhân viên kế toán đối với dấu kế toán sở giao dịch kho bạc nhà nước phòng giao dịch điểm giao dịch khi thay đổi người quản lý con dấu phải lập biên bản bàn giao có sự chứng kiến của lãnh đạo đơn vị. 2. Người ký chức danh giám đốc hoặc kế toán trưởng trên chứng từ kế toán không được giữ bất kỳ con dấu nào, trừ trường hợp đặc biệt do tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định riêng. 3. Người quản lý con dấu có trách nhiệm giữ và bảo quản con dấu an toàn, không để mất mát, hư hỏng, thất lạc hoặc lợi dụng con dấu. Trường hợp bị mất con dấu, đơn vị kho bạc nhà nước phải báo cáo ngay cơ quan công an địa phương và kho bạc nhà nước cấp trên kịp thời để có biện pháp xử lý. Đồng thời lập biên bản xác định trách nhiệm đối với người để mất con dấu. 4. Phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi đóng dấu và chứng từ. Dấu đóng phải đúng vị trí, rõ nét, không mờ, không nhòe, không làm biến dạng chữ ký trên chứng từ và phải đóng trên từng liên chứng từ. 5. Không được đóng dấu lên chứng từ chưa ghi nội dung hoặc nội dung ghi chưa đầy đủ, kể cả trong trường hợp đã có chữ ký. 6. Tất cả các đơn vị kho bạc nhà nước được sử dụng dấu kế toán, sở giao dịch kho bạc nhà nước sử dụng dấu, sở giao dịch kho bạc nhà nước, phòng giao dịch thuộc kho bạc nhà nước cấp tỉnh được sử dụng dấu, phòng giao dịch để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thanh toán trong hệ thống kho bạc nhà nước và giao dịch với khách hàng. Dấu được đóng vào vị trí chữ ký chức danh cao nhất trên chứng từ. Các chứng từ thanh toán qua ngân hàng có chữ ký của giám đốc kho bạc nhà nước với tư cách chủ tài khoản thì đóng dấu kho bạc nhà nước hoặc dấu phòng giao dịch. Trong trường hợp nộp ngân sách nhà nước tại địa điểm giao dịch kho bạc nhà nước hoạt động theo quy chế quy định tại quyết định số 110 quyết định Bộ Tài chính ngày 10 tháng 1 năm 2006 của Bộ Tài chính về ban hành quy chế hoạt động điểm giao dịch kho bạc nhà nước, thực hiện đóng dấu điểm giao dịch vào vị trí chữ ký kế toán trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Điều 25. Luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán. 1. Khi thực hiện kế toán trên TAPMIS hoặc các chương trình phần mềm có giao diện với TAPMIS, Bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận xử lý chứng từ kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ và nhập chứng từ vào hệ thống. Bộ phận kế toán thực hiện ghi sổ kế toán và có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan theo quy định cụ thể của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. 2. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán A. Kiểm tra tính pháp lý của chứng từ và của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ghi trên chứng từ kế toán B. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, nội dung ghi trên chứng từ kế toán C. Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin ghi trên chứng từ kế toán. 3. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định quy trình nghiệp vụ kế toán nhà nước phù hợp với quy trình Tapmis theo từng phân hệ, đảm bảo các công việc sau. A. Lập tiếp nhận, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán. B. Cán bộ kho bạc nhà nước có liên quan kiểm tra, ký vào các chức danh quy định trên chứng từ. C. Định khoản, nhập bút toán vào hệ thống, phê duyệt bút toán trên hệ thống d. Yeah, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. Điều 26. Quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán. 1. Tất cả các đơn vị giao dịch với hệ thống kho bạc nhà nước và các đơn vị kho bạc nhà nước đều phải áp dụng thống nhất chế độ chứng từ kế toán. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định. 2. Đối với chứng từ kế toán quy định trong thông tư này, Đơn vị giao dịch phải chuyển đến kho bạc nhà nước không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày lập được ghi trên chứng từ kế toán. Trường hợp quá thời hạn 5 ngày làm việc, đơn vị kho bạc nhà nước đề nghị đơn vị lập lại chứng từ phù hợp với thời gian giao dịch với kho bạc nhà nước. 3. Riêng đối với lệnh chi tiền, chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày lập phải nhập vào hệ thống và phải thực hiện đầy đủ các bước công việc để chuyển sang kho bạc nhà nước trừ ngân sách xã để thực hiện thanh toán chi trả. 4. Ngoài những chứng từ kế toán quy định trong thông tư này, các đơn vị kho bạc nhà nước được sử dụng các chứng từ kế toán được ban hành ở các văn bản pháp quy khác liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. 5. Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát, xét, trái phiếu và các giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. 6. Việc phân cấp, in, quản lý và phân phối các chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và của Kho bạc Nhà nước. Điều 27. Danh mục biểu mẫu phương pháp lập chứng từ kế toán. 1. Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán được quy định trong phụ lục 1 kèm theo thông tư này. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn phương pháp lập chứng từ kế toán phù hợp với quy trình nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Quy định các nội dung bổ sung, sửa đổi về danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. 2. Tổng giám đốc kho bạc nhà nước quy định mẫu biểu chứng từ nội bộ hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước và hướng dẫn phương pháp lập chứng từ.